Xin chào quý vị và các bạn. Mấy hôm nay trời nắng nóng thì là nghe dự báo thời tiết thấy đài báo mưa, thế mà các bác tranh thủ ban đêm cũng đến để lấy cây. Các bác nhìn này, đây là mai vàng nhá, cành chiết này, xe máy này. Đấy, đây là cành chiết mai vàng bầu này, chở đủ bằng mọi phương tiện các bạn ạ. Ô tô này. Đấy, đây là nhà vườn chúng em vẫn đi đơn bình thường nhé các bác. Có cái là chúng em bận quá, chúng em không quay video được, nên là các bác nếu ai có nhu cầu thì cứ alo cho em nhé. Nhà vườn chúng em vẫn liên tục phát triển. Đây, cành chiết này, rễ này. Này đã đủ uy tín chưa? Đã đủ đảm bảo chưa các bác? Đấy, xếp ngược xếp xuôi. Một chuyến xe máy này làm có 150 cành thôi à? Và ô tô kia thì lấy có hơn 2.000 mai vàng và 3.000 cành siêu lá. Thế bây giờ đang đóng bầu để cho các bác khác nhé. Đấy, đây là đống cành chiết để chuẩn bị đang dâm bầu với các bác. Nếu các bạn nào mà có nhu cầu về giống thì cứ alo cho em nhé. Đấy, và đây là ban đêm, sáng sớm tinh mơ. Đó, khách hàng like bằng xe máy. Các bác cứ liên hệ với em theo số điện thoại. Dạ, các bạn xin liên hệ với nhà vườn theo số điện thoại 0898717146 hay hoặc kết bạn Zalo 0349015091. Mình ở Đoan Hùng, Phú Thọ nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.